đi vào tham quan vườn bonsai rồi rồi đi về. Rồi, một tác phẩm đình đám nhất của hội sinh vật cảnh xếp ngay trước mặt. Không còn vòng nữa. Bên này là bonsai mini. Đây chủ yếu là xanh đấy các bạn. Xanh này nếu mà để cành đầy đủ to lắm này các bạn. Người ta cô lại. Cái gốc to này người ta cô lại vào cái bát nhỏ. Rất nhiều tác phẩm đẹp được trưng bày tại khu trưng bày cây cảnh tại chợ Viềng Nam Giang Nam Trực. Nơi này dành cho những người đam mê yêu cây bonsai. Xanh. Chủ nhân là Thế Công. Một tác phẩm ở cuối vườn này cũng là một tác phẩm xanh cực kỳ đẹp luôn. Muốn lên hình à? Lên hình. Máy mình cái len của nó hơi hẹp nên phải đứng từ xa để quay được hết cây. Con xa phải nhìn được hết cây nó mới đẹp. Rất nhiều người đang đứng chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai. Đăng lên kênh nào vậy? Đăng lên YouTube. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều tác phẩm đẹp. Xa cho mọi người ngắm các giá cho tác phẩm đang trước mặt chúng ta. Quá đẹp. Chí chợ chùa, một tác phẩm Lộc Vừng. Ở đây xem nó không chán mắt luôn.